Các chi phần của giới không nằm giường rộng ghế cao, con tìm thông tin mà không thấy. Nệm nhà có kích thước 1m8 x 2m, không biết như vậy có tính là phạm giới không? Cái này ngày hôm qua sư đã nói rồi ha. Rộng là 10, đủ cho 18 người phụ nữ đứng múa. Còn cái này thì nó chưa có đủ.